Chào bạn nhé, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái đèn này các bạn. Cái đèn LED này 30-40W 36W, 40W. Đấy, đây các bạn. Tình trạng là nó đã bị hỏng, mình bung ra rồi. Các bạn ở nhà các bạn có cái đèn như thế này, nếu mà hỏng thì đừng vội vứt đi nhé các bạn. Đây, sơ qua để các bạn nhìn thấy, có thể nhìn thấy này. Đấy, con này nó chết rồi này. Mình đục ra nhưng mà chết được nhé. Con này nó chết rồi, một con nữa đây nó đây các bạn, đây hai con này nhé, con này với cả con này đó. Bây giờ sẽ thay hai con này, thay hai con này các bạn. Đấy, dùng cái pin này để mình lấy led này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sáu con này là mình đục ra rồi. Đây các bạn xem, hai con diode với cả hai cái led mình đã đục ra rồi nhé. Bây giờ mình sẽ sửa các bạn nhé. Đây các bạn, sau khi đục hai con led ra, đây một con led chỗ này và một con led như thế này. Đấy, bây giờ sẽ hàn con led khác vào các bạn nhé. Đây, hai con led mình đã chuẩn bị sẵn đây. Các bạn xem. Đây, cả một con nữa ở đây các bạn. Đấy, hàn vào các bạn nhé. Đấy. Đây, sau khi hàn xong này các bạn này, đây mình vừa hàn đây, đây vẫn còn cái dấu nhựa thông ở hai đầu này, đây. Hai đầu này. Tí nữa sẽ bây giờ mình sẽ test thử các bạn, đây. Sẽ đấu điện vào nha, test thử xem nó ok chưa. Nếu ok thì là sẽ dùng xăng thơm tẩy hai cái chỗ này đi, đây, nhìn cho nó sạch sẽ đi rồi ok các bạn nhé. À, các bạn xem, đây hai con mình vừa thay đây, đây bây giờ cắm điện thử xem được chưa các bạn nhé. Sáng được một nửa các bạn, còn một nửa nó vẫn sẽ ok nhé. Bây giờ mình sẽ sửa lại nhé. Bây giờ mình sẽ hàn lại cái con này, đây con này đây các bạn, này là chắc là nó chưa tiếp xúc hẳn đây, bây giờ sẽ hàn lại nhé. Ok, cắm điện thử phát nữa các bạn nhé. Các bạn thấy không? Ok chưa? Đấy, thế là thành công các bạn nhé. Rồi, mình chúc các bạn thành công nhé. Các bạn xem video thấy hay, ý nghĩa thì hãy bấm like, chia sẻ với cả subscribe kênh cho mình các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.